chào tất cả mọi người, và hôm nay là một ngày khá là đẹp trời thì mình đang trên đường để đi đến trường của mình. Đường thì hơi tắc một chút, tuy nhiên thì cuối cùng cũng đã đến trường của mình rồi nè. Mình học ở Học viện Ngân hàng và hôm nay thì mình có một chuyến đi du lịch với lớp của mình. Thì điểm đến của bọn mình đó là Tam Đảo, và ngay khi vừa đặt chân đến Tam Đảo bọn mình có đi dạo ở quảng trường Tam Đảo và đi vào chợ để ăn vặt một chút xíu. Và cái phần giới thiệu thì mình sẽ để ở sau, vì đây là một cái vlog nó cũng hơi bị bất ngờ một chút đi. Hello mọi người, welcome back to my channel, mình là Bumin. Và kiểu các bạn xem được một đoạn rồi ý, thì kiểu bây giờ mình mới có ý định là sẽ ghi lại cái vlog này để up lên trên YouTube. Vì cái vlog này là một buổi đi chơi với lớp mình, nó cũng khá là ý nghĩa. Thì bây giờ ấy, bọn mình đang ngồi ở chỗ quảng trường Tam Đảo. Thì bọn mình đang có một bữa picnic và ăn bánh mì nướng. Và bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha, và mong mọi người sẽ enjoy cái vlog này của mình. Và giới thiệu với mọi người thì đây là lớp của mình nè. Thì tuy là không được đông đủ, chỉ tầm khoảng hơn một nửa các bạn đi thôi, nhưng mà rất là vui luôn. Đây chat của mình là các bạn đang nướng thịt. Mọi người ạ, không hiểu tại sao ấy mà cứ bao giờ đi chơi mình ăn nhiều dã man luôn ý. Riêng cái bữa picnic này là mình đã ăn hai cái bánh mì chuột và ăn thêm một chiếc sandwich rồi. Mặc dù trước đó thì mình có ăn một chút bánh tráng và ăn thêm cả một chiếc bánh hạt dẻ nữa. Ăn xong thì bọn mình lên đường để ra villa luôn. Thì kiểu trước đấy mình có từng đi Tam Đảo một lần rồi, nhưng mà từ hồi cấp 2 cơ, nên kiểu ấn tượng của mình đối với Tam Đảo thì rất là chán và không có gì cả. Tuy nhiên bây giờ mình quay lại thì mình thấy nó thực sự rất đẹp và có rất nhiều chỗ mới, cũng như là người ta xây lên rất là nhiều villa cũng như là homestay đẹp. Nên là mọi người có thể tham khảo nhiều chỗ này, và đây là homestay của mình. Thì chỗ này tuy nó không được đẹp cho lắm nhưng mà phù hợp để ở theo cả lớp. Tuy nhiên thì mình thấy có rất nhiều cái homestay với cả villa khác thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Bọn mình vừa nhận phòng ở villa xong thì bây giờ chắc là bọn mình sẽ nghỉ một chút. Thì có gì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Nắng đẹp dã man. Và cái buổi đi chơi này của bọn mình thì chủ yếu là bọn mình chỉ ở trong villa và ăn uống thôi, chứ không đi nhiều địa điểm du lịch. Nên là mọi người hãy theo dõi nha. Và bây giờ thì mình đang chuẩn bị để đi chụp hình này. Thì mọi người hãy đi theo mình nha, vì có rất nhiều địa điểm chụp hình xinh luôn. Trên đường đi ra chỗ chụp hình thì bọn mình lại tìm được một chỗ chụp hình khác khá là xinh. Mình sẽ cho mọi người xem chỗ này. Ui, màu xinh không? Xinh lắm luôn ấy. Chỗ này như kiểu là công viên mini ấy mọi người ạ, nhưng mà ở Tam Đảo. Và ở dưới thì nó còn có cả một vườn dâu luôn. Ăn tự mọi người ạ. Lật nó đổ hết ra. Còn bên này ạ? Hai cái tay nó kẹp vào. Cái quá. Sợ đấy. Ngoan thì bảo sợ thế. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn mì. Nhớ củ cải nhá.
của mình. Và sau khi chụp ảnh ở Cầu Mây thì bọn mình có đi về và mình đang cố tận hưởng nốt một chút nắng ở Tam Đảo. Thì vlog của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên là hãy like và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã theo dõi vlog của mình. Bye bye mọi người.